Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Và trước hết cảm ơn tất cả khán giả và bạn bè khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự trong Houston Nhật Ký. Và trước khi đi vào các đề tài thì sẽ là phần thông báo. Phần thông báo vẫn là đêm nhạc huyền thoại diễn ra tại Baby Club thành phố Houston trong đúng ngày Christmas, tức là ngày 25 Tây tháng 12 tại thành phố Houston, với sự xuất hiện của các huyền thoại âm nhạc Việt Nam Khánh Hà, Thanh Lan, Chế Linh, Hương Lan, Phượng Mai, với sự điều hợp chương trình của MC Lưu Việt Hùng và ban nhạc Brother Band. Đây là một chương trình hội ngộ của Chế Linh và các huyền thoại âm nhạc với khán giả sau gần 2 năm đại dịch. Mong rằng tất cả khán giả ở Houston, các vùng phụ cận hay khán giả ở xa về thành phố Houston và trong dịp lễ Christmas có thể tham dự chương trình này. Những khán giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Garland hay là Galveston, Port Arthur có thể ghé về thành phố Houston để tham dự chương trình này và mong rằng gặp gỡ khán giả ở khắp nơi. Đây là chương trình văn nghệ đầu tiên do Phong và Phượng Mai đứng ra tổ chức ở thành phố Houston và mong rằng gặp gỡ với tất cả những khán giả đã yêu mến channel của Phong và Phượng Mai trong suốt thời gian qua. Mong quý vị sẽ liên lạc nhận vé sớm. Số điện thoại để quý vị liên lạc nhận vé là cơm gà Houston 281-857-2377, 281-857-2377 để có thể đặt vé trước. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và đó là cái thông báo của Phong trong cái chương trình show nhạc huyền thoại. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần Houston nhật ký của chúng ta. Quý vị, trong ngày hôm nay, tờ South China Morning Post đã đăng một cái bài phỏng vấn khá đặc biệt. Và trong cái bài phỏng vấn này, tôi nghĩ rằng nó đã phản ảnh rất nhiều về cái cuộc gọi là bất mãn của một số thành phần trung lưu tại Trung Quốc với chính sách diều hâu của ông Tập Cận Bình. Bài South China Morning Post đã viết một bài liên quan tới những khó khăn thách thức của giới trung lưu ở tại Trung Quốc. Giới trung lưu là giới được xem là tương đối khá giả, có đầy đủ miếng ăn miếng mặc, đại khái là người chúng ta gọi là giới trung lưu tại Trung Quốc. Và trong đó thì nhân vật có tên là Wang, tôi nghĩ ông này họ Vương thì đúng hơn, Wang tức là họ Vương đó, thì ông này tại sao cho nên mối có vẻ giấu tên ông này và chỉ dùng cái họ mà thôi. Và trong đó ông này nói rằng, kể lại câu chuyện của ông ta và những thách thức bây giờ ông ta phải đối phó, và ông ta có vẻ như là có cái khuynh hướng bất mãn đối với cái chính sách cứng rắn của Tập Cận Bình, kể cả đối nội lẫn đối ngoại. Ok quý vị, bài phỏng vấn, bài viết này khá dài, nói về những thách thức của giới trung lưu của Trung Quốc đang đối diện với tình trạng khó khăn về tài chính, những món nợ của ngân hàng và tình trạng bất ổn xã hội đang gia tăng và tình trạng tội ác đang gia tăng tại Trung Quốc, sự thiếu an toàn con em của họ trong trường học. Đồng thời là tờ báo này cũng đã ghi nhận là cái tình trạng ở những cái thành phố từng được xem là đầu tàu kinh tế của Trung Quốc là thành phố Thẩm Quyến nằm ở Quảng Châu, và thành phố này xưa nay vẫn xem là đầu tàu kinh tế của Trung Quốc, thì bây giờ giới trung lưu và giới kỹ sư ở đây cũng đang đối diện với rất nhiều những thách thức, sự cắt giảm nhân lực của các công ty về technique, về kỹ thuật, cũng như là sự khó khăn trong vấn đề nguyên liệu đã dẫn tới tình trạng và giảm sức sản xuất ở những nơi này. Tình trạng thiếu điện lực cũng dẫn ra cũng đang gọi là gây khó khăn cho nhiều công ty sản xuất tại đây, và đặc biệt thành phần trung lưu. Thì trong cái bài phỏng vấn với ông Wang, ông ta nói một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là đã phản ảnh được cái chính sách của Tập Cận Bình đã gây bất mãn rất nhiều cho thành phần trung lưu. Trong bài phỏng vấn, ông ta trả lời ký giả của tờ South China Morning Post, ông ta nói rằng là cách đây 3 năm, tức là khoảng năm 2018, thì ông ta là người phản đối quyết liệt về cái chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump khi mà nhắm vào Trung Quốc và khơi mào một cái cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc. Và lúc đó ông ta thú nhận rằng ông ta đã bị cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan kích động, và ông ta cho rằng nước Mỹ qua cái sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã có cái thái độ được xem là ăn hiếp người Trung Quốc. Ông ta dùng chữ ăn hiếp người Trung Quốc, và ông ta đã mạnh mẽ phản đối cái chính sách của ông Trump.
và cho rằng là nước Mỹ đã quá diều hâu, nước Mỹ muốn mình làm cảnh sát quốc tế, vân vân và vân vân. Nhưng mà sau thời gian 3 4 năm qua thì khi mà ông Trump đã hết nhiệm kỳ, khi mà Joe Biden lên, ông ta nghĩ rằng lúc đó ông ta nghĩ rằng là mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nhưng bất ngờ thì mọi việc nó càng lúc càng tồi tệ hơn theo lời của ông ta. Và giờ đây thì ông ta cho rằng là có lẽ Trung Quốc phải nhìn lại chính mình và phải cải tổ một phần nào về cái xã hội ông ta đang sống. Nếu như không thì Trung Quốc dần dần đang bị cô lập và điều này đã gây thiệt hại rất lớn cho những người Trung Quốc theo lời của ông ta. Và giờ đây là cái câu trả lời của ông Wang ở trên tờ South China Morning Post, và tôi tạm gọi là kể lại câu chuyện này, thay vì tôi lược dịch thì tôi kể lại câu chuyện này sau khi tôi đọc xong toàn bộ cái bài viết của tờ South China Morning Post. Trong đó tờ báo này được xem là cảnh báo về tình trạng mà chính sách diều hâu liệu có giúp được Trung Quốc quay trở lại cái thời đại hoàng kim của họ, phát triển kinh tế cực thịnh hay không. Thì quý vị, toàn bộ bài viết này đã được đăng trên tờ South China Morning Post đúng ngày hôm nay, ngày 1 tây tháng 12. Và qua cái bài viết này, có lẽ tôi sẽ làm một bài phân tích liên quan tới những cái thành phần ở tại Trung Quốc và bây giờ chuyện gì đang xảy ra và Tập Cận Bình đang đi cái chính sách như thế nào, và cuối cùng thì quý vị, nước Trung Quốc sẽ ra sao nếu như mà tình trạng này bắt đầu có cái gọi là bùng phát lớn. Ok quý vị, kể từ sau khi mà Hoa Kỳ bắt đầu có cuộc chiến mậu dịch với Cộng sản Trung Quốc, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đã thay đổi. Cộng sản Trung Quốc không còn là đối tác của Hoa Kỳ nữa, mà giống như tôi đã từng nhấn mạnh trong nhiều cái livestream trước đây, Trung Quốc bây giờ là một đối thủ cạnh tranh hay là một đối thủ đối đầu của Hoa Kỳ. Và khi mà chính sách của Hoa Kỳ thì dành cho đối thủ nó khác với chính sách dành cho đối tác. Do đó, dù là dưới thời Tổng thống Trump hay bây giờ qua tới Joe Biden thì chính sách này không thay đổi nhiều. Có thể là sẽ thay đổi một số những cái phương thức nó mềm dẻo hơn, nhưng mà cái nguyên tắc về cái chiến lược của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy khu vực Á Châu và Trung Quốc trở thành đối thủ đáng gờm, đối thủ đối đầu với Hoa Kỳ. Do đó chính sách của Joe Biden cũng không thay đổi nhiều. Nhưng ngược lại, Tập Cận Bình thì sau khi mà ông ta nắm quyền từ năm 2012, ông ta đã mở một chiến dịch thanh trừng rất lớn, gây ân oán rất nhiều. Những phe phái của và vây cánh của Giang Trạch Dân trước đây đã bị ông ta chặt rụng gần hết. Nhưng mà quý vị, chính vì cái việc mà thanh toán đối thủ ở trong nội bộ đảng để chuẩn bị cho những cái nhiệm kỳ dài hơn, Tập Cận Bình đã bất ngờ gây ra một cái sự bất mãn của những cái nhóm khác ngay trong nội bộ đảng. Và những cái nhóm này thì nó che đậy khéo hơn cái nhóm của Giang Trạch Dân. Do đó, cái sự bất mãn nó đã ngầm ở trong ngay nội bộ đảng của Trung Quốc. Và cái điểm cao nhất là trong hai lần mà cái hội nghị Bắc Đế Hà của Tập Cận Bình năm 2018, năm 2019, thì Tập Cận Bình có vẻ như đã bị đối kháng rất mạnh trong cái hội nghị Bắc Đế Hà. Qua tới năm 2020, giữa lúc tình hình đại dịch bùng nổ, thì Tập Cận Bình cũng đã bị dậm chân tại chỗ trong cái hội nghị Bắc Đế Hà lần thứ ba, cũng không gia tăng được cái quyền lực của mình. Và vừa rồi mới nhất là cái hội nghị Trung ương 6 mà Tập Cận Bình gọi là giải pháp lịch sử lần thứ ba, thì lần này Tập Cận Bình đã phải nhún nhường, tức là đã phải nhượng bộ để có thể tiếp tục duy trì cái quyền lực của ông ta trong cái mùa bầu bán sắp tới tại Trung Quốc năm 2022. Trong đó tôi nghĩ rằng là cái vấn đề của Đài Loan đã khiến cho ông ta phải thực hiện những cái chính sách được xem là diều hâu cứng rắn trong cái chính sách đối ngoại, bởi vì ông ta đã bị cái nhóm bất mãn ở trong nội bộ đảng họ kích động cái chủ nghĩa dân tộc mà chính ông ta là người khơi mào, bây giờ nó trở thành con dao hai lưỡi nhắm vào ông ta, tức là nó trở thành một cái áp lực đối với ông ta trong vấn đề của Đài Loan và trong chính sách đối ngoại với Hoa Kỳ và với Âu Châu. Tập Cận Bình không quay trở lại được cái thời hoàng kim nữa, tức là cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ đều thay đổi chính sách và không có ý quay trở lại với những cái gì đã từng có với Trung Quốc trong quá khứ, tức là đẩy Trung Quốc càng lúc càng trở thành một đối thủ đối đầu và có thể trở thành một kẻ thù của Hoa Kỳ trong tương lai. Thì quý vị, chính điều này mà Tập Cận Bình không còn một chọn lựa nào khác, ông ta phải chọn một thái độ rất diều hâu đối ngoại. Và quý vị đã nhìn thấy cái thái độ diều hâu trong mấy ngày qua trong những bản tin tôi đã loan cho quý vị, thái độ rất diều hâu. Và chính cái thái độ này và kể cả ông ta bắt đầu ra tay với những cái công ty ở trong nước để bắt đầu thu tóm tất cả quyền lực vào tay của ông ta, thì chính cái điều này
nó dẫn tới sự bất mãn của giới trung lưu. Ở Trung Quốc bây giờ nó có 3 thành phần khác nhau, và cả 3 thành phần này có thể sẽ là cái mầm mống khiến cho Bắc Kinh sẽ phải đối diện với một cuộc bất ổn xã hội lớn tại Trung Quốc sau năm 2022. Tôi chưa nói cái tác động từ bên ngoài, tôi chỉ nói ở trong cái nội địa Trung Quốc thôi. Ok, 3 thành phần này tôi tạm chia là 3 thành phần, là giới bình dân, giới trung lưu và giới có tiền bạc ở trong cái guồng máy cai trị của Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, giới có tiền bạc tức là những công ty lớn, những đại công ty, những tỷ phú đang có mặt ở tại Trung Quốc, từ những tỷ phú ngành kỹ thuật, ngành địa ốc, ngành chứng khoán, ngân hàng, cho tới những cái ngành về khoáng mỏ vân vân. Thì những người này tôi gọi là những đại gia, nhờ vào cái chính sách mở cửa kinh tế trong suốt thời gian qua của Cộng sản Trung Quốc, họ đã nhanh chóng trở thành những tỷ phú. Thì thành phần này tôi nói quý vị là thành phần được xem là thành phần có tiền có bạc, dễ mất mát nhất trong những biến động xã hội. Thì bây giờ cái chính sách cứng rắn của Tập Cận Bình khiến cho họ nhột, bởi vì thành phần này nó hiểu rõ khối Tây phương nhất, nó hiểu rõ cái giá trị của Tây phương nhất, nhưng mà sống với lũ thì phải thỏa mãn cái xã hội trong cái cơn lũ đó, tức là họ là những kẻ đã vượt thoát ra khỏi cái tư tưởng cộng sản, họ nương nhờ cái chính sách mở cửa họ làm giàu. Nhưng khi họ làm giàu, họ tiếp xúc với nhiều thành phần thương gia, công ty, đối tác ở bên ngoài nhiều lắm quý vị, và họ gặp gỡ với rất nhiều những thành phần ở bên ngoài Trung Quốc rất là nhiều, kể cả tầng lớp trí thức của người Hoa ở bên ngoài Trung Quốc và tầng lớp của những công ty, những thương nhân ở bên ngoài Trung Quốc. Họ bắt đầu hiểu được cái suy nghĩ của cái tầng lớp này nó khác biệt với cái tầng lớp giàu có của Trung Quốc, dần dần họ bị ảnh hưởng. Nhưng mà họ là bị vì công ty của họ lớn, họ có nhiều tài sản, cho nên họ câm. Họ câm tức là họ không nói, nhưng không có nghĩa là họ đồng ý với những chính sách của cộng sản bây giờ. Họ biết rằng là cái áp lực về cái giá trị dân chủ và nhân quyền trước sau gì nó cũng tác động mạnh tới Trung Quốc. Những thành phần này gọi là, tôi gọi là thành phần thượng lưu đó, thành phần mà có tiền có bạc đó, thường xuyên đi ra nước ngoài đó quý vị. Những thành phần này họ hiểu được giá trị đó, nhưng mà họ không nói được, tại vì họ tài sản họ quá lớn, họ không muốn một đêm họ biến thành một kẻ tù tội và mất sạch tài sản. Do đó họ đóng cái vai của một kẻ, của những kẻ gọi là luôn ủng hộ chính sách của chính phủ Trung Quốc, kể cả Tập Cận Bình hay là cái guồng máy cai trị ở Trung Quốc mà đưa ra chính sách nào, đặc biệt là về xã hội, họ bung tiền ra họ hỗ trợ ngay để họ làm cái bình phong che đậy cái suy nghĩ bên trong lòng của họ. Những thành phần này là những thành phần rất hiểu biết, những thành phần này là những thành phần mà họ cũng mong muốn trong bụng của họ là làm sao thay đổi Trung Quốc, bởi vì chỉ có thay đổi họ mới giữ được tài sản một cách nguyên vẹn. Còn ngày nào cộng sản còn cai trị, tài sản của họ vẫn bị bấp bênh và có thể bị mất bất cứ giờ phút nào. Mặc dù họ có tuồn một số tài sản ra bên ngoài qua hình thức đầu tư mở công ty ở những quốc gia bên ngoài, nhưng mà quý vị, cái số đó so với tổng tài sản của họ tại Trung Quốc thì nó chỉ còn cỡ 10 tới 20% thôi. Tức là một cái hình thức họ đầu tư ra bên ngoài để khỏi mất sạch thôi. Họ không có đầu tư cỡ là 50%, 60% đâu. Họ chỉ đầu tư khoảng 10 cho tới 20% trong tổng số tài sản của họ. Do đó đa số tài sản của họ vẫn còn tại Trung Quốc. Và chính điều này họ câm miệng. Họ biết được là cái giá trị lâu dài mà họ giữ được tài sản là một cái nền dân chủ và tự do, thì họ mới giữ được tài sản một cách tuyệt đối. Còn nếu như mà còn một ngày nào đó mà cộng sản vẫn tiếp tục cai trị, một đảng cai trị, tài sản của họ mất bất cứ giờ phút nào. Và đã xảy ra rất nhiều trường hợp bị truy tố mà quý vị đã thấy trong thời gian qua, càng làm cho đám này thu mình lại và không dám hó hé gì cả. Đây là cái thành phần thứ nhất mà tôi nói được. Thành phần thứ hai là thành phần bình dân, tức là những người dân rất nghèo ở Trung Quốc. Tôi gọi là thành phần bình dân. Thành phần này thì quý vị, bây giờ đó quý vị, một mặt họ không có việc làm, mà họ hèn nghèo từ xưa tới nay rồi, họ quen trong cảnh nghèo rồi, cho nên họ dễ dàng bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc. Thành phần này tham gia mạng xã hội rất đông. Đây là thành phần đông nhất ở Trung Quốc. Đông nhất ở Trung Quốc. Thì thành phần này đó quý vị, họ xuất thân đã là nghèo khổ. Và cho tới bây giờ họ vẫn gặp khó khăn trong cảnh nghèo. Họ sống quen với cảnh nghèo rồi. Do đó họ cũng chả có gì để mất cả. Thì thành phần này nó đa số một đám đông lớn trong cái thành phần này là đi theo cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bởi sự kích động của giới truyền thông Trung Quốc và giới dư luận viên Trung Quốc, nó kích động thành phần này. Thì thành phần này rất là dữ dằn, bởi vì họ nghèo, họ nothing to lose,
cho nên họ sẵn sàng ủng hộ những chính sách cứng rắn của Tập Cận Bình trong vấn đề đối ngoại, với hy vọng rằng là họ sẽ được chính quyền Tập Cận Bình chiếu cố tới. Do đó, thành phần này rất đông trong xã hội của Trung Quốc. Nhưng mà đối diện với thực tế, họ không có việc làm. Họ nghèo, kiếm một tháng khoảng chừng 300-400 đô là một cái chuyện khó khăn đối với họ. Là một chuyện rất là khó khăn đối với họ. Họ vẫn là thành phần nghèo khó. Do đó, cái thành phần ở Trung Quốc mà gọi là được xem là cái đám đông mà Cộng sản Trung Quốc đang khống chế và đang ngự trị là cái đám đông nghèo này. Mà họ không biết rằng cái nghèo của họ là chính đảng Cộng sản Trung Quốc đem tới cái nghèo của họ, chứ không phải là bản thân họ bất tài. Nhưng họ không hiểu điều đó. Họ chỉ bị cái hệ thống truyền thông của Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt về cái chủ nghĩa dân tộc. Và cứ cho rằng là Nhật Bản, Hoa Kỳ hay là mấy thằng mũi lõ Âu Châu, họ gọi là mấy thằng mũi lõ Âu Châu, là những cái quốc gia không tốt, ăn hiếp Trung Quốc. Ăn hiếp 1.4 tỷ dân Trung Quốc. Đại khái cái suy nghĩ của họ bị dẫn dắt bởi cái giới truyền thông. Nhưng mà họ là thành phần nghèo, thành phần được xem là bất mãn, đáng lý là có sự bất mãn rất lớn. Nhưng cái thành phần được xem là bất mãn mạnh mẽ nhất hiện nay chính là thành phần trung lưu. Tại vì thành phần trung lưu là cái thành phần được trong vòng 20 năm nay nó xuất hiện tại Trung Quốc. Tức là thành phần này giàu thì không giàu, nhưng mà miếng ăn miếng mặc có nhà cửa, có xe cộ, có việc làm tốt. Tức là thành phần tương đối gọi là trí thức và có ăn học là thành phần này. Với lại thành phần giới nghệ sĩ. Đây là cái thành phần trung lưu ở tại Trung Quốc. Thì quý vị, thành phần này bây giờ là cái thành phần bị tổn thương nhất trong cái chính sách đối đầu của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đặc biệt là cái chính sách diều hâu. Họ nhìn thấy được là họ mất dần những cái quyền lợi. Đầu tiên hết là việc làm. Bởi vì cái cuộc đối đầu này nó đã dẫn tới tình trạng mà Trung Quốc dần dần bị tách rời khỏi nền kinh tế của thế giới. Và do đó nó giới hạn nhiều thứ trong nền kinh tế của Trung Quốc. Những người này bây giờ phải đối diện với mất việc làm. Do tác động của đại dịch, do tình trạng lạm phát, thiếu nguyên liệu, điện, nước, rồi tình trạng xuất cảng không được nữa. Do đó những yếu tố này đã tác động thực sự tới đời sống của họ. Mà những thành phần trung lưu này, nói là trung lưu có miếng ăn miếng mặc, nhưng mà quý vị, họ vẫn bấp bênh. Bởi vì những cái gì họ đang có là nhờ vay nợ của ngân hàng. Tức là một kỹ sư ở tại Thẩm Quyến có được một việc làm vững chắc thì có thể mua một căn nhà trị giá mấy trăm ngàn đô la cho gia đình sống trong một cái chung cư hay một cái nhà riêng gì đó. Nhưng mà họ không có khả năng trả dứt một lần, họ vẫn phải vay nợ của ngân hàng Trung Quốc. Thì bây giờ cái tiền lãi nó cao, cái tiền nợ vẫn phải trả. Rồi chưa kể, ở Trung Quốc làm việc, ra đường làm việc là cái thể diện đi đầu. Thể diện đi đầu phải có thể diện. Cho nên thay vì đi một chiếc xe gắn máy, một chiếc xe đạp, thì họ mua một chiếc xe hơi. Và cũng theo hình thức giống như căn nhà, trả góp. Rồi cứ bị chiêu dụ bởi trong hãng là mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình. Rồi phải xài những cái thiết bị tương đối tốt cho con cái của mình. Tại thành phần trung lưu đó, thì bản thân họ xài sao cũng được. Nhưng mà họ lại ưu tiên cho con cái của họ xài những thứ thiết bị tốt nhất. Từ cái iPad của Apple hay cái iPhone của Apple hay là cái phone của Samsung, cái tablet của Samsung hay là của Microsoft. Họ muốn cho con cái họ xài những cái thứ tốt nhất. Thì quý vị, những món nợ này hàng tháng vẫn phải trả. Tại vì họ sống bằng nghề trả góp, họ không có khả năng trả một lần giống như những đại gia. Họ mua nhà, họ trả góp, họ mua xe, họ trả góp, họ mua thiết bị cho con cái học, cũng trả góp luôn. Thì bây giờ họ tin tưởng vào cái đồng lương của họ và những cái job bên lề. Trước đây họ vẫn làm, họ vẫn đủ sống. Nhưng bây giờ quý vị, tình hình đã khó khăn. Và ông Quan này đó, ông nói là bây giờ là ông nói một cách nhẹ nhàng là có vẻ phải cải cách ở Trung Quốc, cải cách xã hội. Ông ta gọi là cải cách xã hội. Nhưng trên nguyên tắc thì ông ta hiểu được xã hội Trung Quốc không có thể cải cách được. Nó là một cái sự cải tổ về mặt chính trị và kinh tế. Tức là phải thay đổi cái guồng máy cai trị ở Trung Quốc thì mới có cửa thoát. Nhưng mà ông ta nói khéo đi là cải cách xã hội để cho nó nhẹ nhàng hơn và ông ta không bị vấn đề. Mặc dù cái họ Vương của ông ta, cái họ Wang đó, là tờ South China Morning Post cũng đã giấu kỹ tên tuổi của ông ta rồi để tránh cho ông ta bị phiền phức khi mà trả lời phỏng vấn tờ báo này. Thì khi mà ông ta phát biểu như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng thành phần trung lưu ở Trung Quốc đang có sự bất mãn rất lớn bởi vì quyền lợi của họ đang bị thiệt thòi rất nhiều. Nhiều người đã mất việc làm. Ít nhất có một số người đã bị kéo nhà.
Một số người đã bị kéo nhà là bởi vì không có khả năng trả tiền nhà, nhất là cả thời gian suốt hơn một năm đại dịch, rồi cộng thêm những cái tác động về suy thoái kinh tế ở Trung Quốc đã khiến cho họ mất nhà cửa rồi. Thì thành phần này là thành phần được xem là bất mãn rất lớn trong xã hội của Trung Quốc. Và ba thành phần mà tôi vừa phân tích ra cho quý vị thấy, đây chính là cái mầm mống gây nội loạn tại Trung Quốc. Nếu như Tập Cận Bình tiếp tục cái chính sách diều hâu đối ngoại, tại vì họ cho rằng cái chính sách diều hâu đối ngoại của Tập Cận Bình không mang lợi tới cho họ, mà ngược lại khiến cho họ bị thiệt thòi khá nhiều, bị mất mát khá nhiều. Do đó họ rất là bất mãn với cái chính sách của Tập Cận Bình. Và chính sự bất mãn này nó lan rộng dần dần qua một phần giới thượng lưu và một phần giới gọi là bình dân đó quý vị. Thì quý vị, đây chính là cái mầm mống tan rã của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu như Tập Cận Bình không tấn công Đài Loan, thì quý vị, với nền kinh tế đang dần dần bị cô lập và không có cửa thoát, cộng thêm với cái sự suy thoái kinh tế đang diễn ra, tình trạng thiếu nguyên liệu, thiếu năng lượng và thiếu những mặt hàng ở Trung Quốc, nó sẽ tác động rất mạnh tới cái xã hội Trung Quốc. Lúc này thì người ta còn gồng gánh được, người ta còn chống đỡ được thì người ta vẫn chưa nói. Nhưng đi thêm một khoảng thời gian nữa thì chưa biết được họ chịu nổi hay không. Mà nếu không chịu nổi thì chuyện gì xảy ra? Giữa lúc mà xã hội Trung Quốc bây giờ tiền bạc kiếm rất là khó khăn, nhiều người đã quay ra làm những cái nghề gọi là bất hợp pháp để kiếm tiền. Và tôi gọi đó là tình trạng tội ác gia tăng tại Trung Quốc. Rồi trong học đường, mấy đứa nhỏ bây giờ đã bị siết chặt cái về giờ dạy kèm thêm, bởi vì cái luật mà của Trung Quốc mới ra mà Tập Cận Bình áp đặt là không cho phép dạy kèm thêm, và buộc tất cả các cái ngành giáo dục là phải thay đổi và gần như là áp đặt cái chủ trương của Tập Cận Bình. Do đó quý vị, đám nhỏ đã bắt đầu có những cái sinh hoạt khác đi. Thời gian ở trong trường nó không còn nhiều so với trước đây. Và chính vì vậy là cái thời gian mà nó tung tăng ở trong trường đó, rồi nó bị lôi kéo bởi những thành phần băng đảng đó quý vị, thì nó đang trở thành một cái nỗi lo nhất của các phụ huynh ở tại Trung Quốc. Tức là con cái đã ngoài tầm kiểm soát, nó sẵn sàng bạo động, nó sẵn sàng làm những chuyện bất hợp pháp, và tình trạng an toàn con cái của họ tại trường học đã là một nỗi lo. Rồi chưa kể tình trạng tác động, và nhất là cái mùa Tết sắp tới, khi mà bắt đầu vào cái Tết Nguyên Đán đó quý vị, sự thiếu hụt và tất cả những cái khó khăn nó sẽ lộ rõ, và đặc biệt là tình trạng mà giá cả tăng cao. Trung Quốc trong mùa hè vừa qua, nạn lụt đã tàn phá rất nhiều ở các khu vực phía nam sông Dương Tử, các cái mùa màng, phía bắc ở Nội Mông thì lại bị hạn hán. Do đó tình trạng mùa màng ở Trung Quốc đã không đủ, cộng thêm cái khu vực mà nông trại ở Tứ Xuyên. Tứ Xuyên là một cái tỉnh về nông nghiệp và có những cái trại nuôi gà nuôi heo, thì bây giờ dịch cúm gà dịch cúm heo đã khiến cho họ phải tiêu hủy rất nhiều những loại thú đây, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực tại Trung Quốc, và họ phải nhập cảng từ bên ngoài. Mà nhập cảng từ bên ngoài vào, thứ nhất là số lượng không nhiều, thứ hai là giá cả mắc mỏ hơn, tại vì nó phải đóng cái thuế nhập cảng. Do đó tình trạng lương thực tăng cao gấp 4, gấp 5 lần tại Trung Quốc là đang diễn ra, và có thể nó sẽ tăng cao hơn nữa trong cái thời gian cận Tết. Giữa lúc mà Bắc Kinh vẫn đang có cái chính sách diều hâu, thay vì mềm dẻo để mà nhập cảng, thì ngược lại Bắc Kinh lại đi cái chính sách diều hâu, ví dụ như ngăn cản tất cả những mặt hàng từ Đài Loan, ngăn cản tất cả những cái mặt hàng nông sản từ nước Úc. Rồi bây giờ Lithuania là cái nơi mà họ có những cái nông trại nuôi heo sữa để cung cấp cho thị trường Trung Quốc, thì bây giờ Lithuania mở văn phòng của Đài Loan thì nó cấm luôn Lithuania không nhập cảng mặt hàng của Lithuania. Tức là họ đi một cái chính sách diều hâu, khiến cho cái xã hội Trung Quốc nó là nó vốn đã tệ, bây giờ nó còn tệ hại hơn, và giá cả tăng rất cao. Rồi một mặt là cái sự gọi là cương quyết để mà chấn chỉnh về cái gọi là lòng dân đó, thì Tập Cận Bình đã áp dụng một cái chính sách rất gay gắt đối với cái giới cai trị, cho nên người dân lại không dám than vãn nhiều. Trên mạng xã hội Weibo bây giờ quý vị, gần như là các cái lời than vãn về khó khăn đó quý vị, nó giảm đi, là bởi vì chính sách kiểm chặt về tư tưởng của Tập Cận Bình nó dẫn tới cái hậu quả này. Nó dẫn tới cái hậu quả này, và kết quả là cả một xã hội Trung Quốc bây giờ đang nằm trong những cái tiềm năng có thể bùng nổ những cái cuộc xung đột. Lúc đầu chỉ là xung đột giữa thành phần tội phạm và những người dân bình thường. Và những thành phần tội phạm này
nó là một cái tổ chức chứ nó không phải là những cá nhân nữa quý vị, để nó có thể sinh tồn được. Mà những tổ chức tội phạm ở Trung Quốc lại có được sự liên hệ với giới công an ở địa phương, nó hoành hành ở địa phương. Do đó lúc đầu cái cuộc mà gọi là bùng nổ này nó bắt nguồn từ những cái bất ổn giữa những người dân bình thường và những kẻ tội phạm thôi, nhưng mà rồi nó sẽ lan rộng ra giữa những chủng tộc, giữa những luồng văn hóa và giữa những quyền lợi. Nó sẽ bùng nổ cái cuộc đấu tranh gay gắt giữa các địa phương với nhau, giữa những con người với nhau, và từ địa phương tới trung ương luôn. Đây là cái viễn cảnh mà Tập Cận Bình sẽ phải đối diện khi mà ông ta bắt đầu thực hiện những chính sách cứng rắn đối nội lẫn đối ngoại. Trong lúc mà ông ta đang đưa ra những cái sắc luật được xem là siết chặt tất cả cái nền móng và siết chặt tất cả cái xã hội Trung Quốc, từ việc kiểm duyệt ở trên mạng xã hội Weibo cho tới việc mà loại trừ tất cả những cái fan club mà ông ta cho là vớ vẩn, rồi ông ta nhắm vào cái giới trung lưu, tức là giới nghệ sĩ, để mà dằn mặt tất cả cái đám đông của cái ngành giải trí. Ông ta nhắm vào ngành game, rồi ông ta nhắm vào những ngành kỹ thuật, rồi bây giờ ông ta nhắm vào ngành giáo dục. Tất cả những chính sách này nó đã dẫn tới một cái mầm mống được xem là nổi loạn ở trong lòng người dân Trung Quốc, và đặc biệt là giới trung lưu là cái giới nổi loạn đầu tiên, tại vì họ sắp sửa disappear, họ sắp sửa biến mất khỏi xã hội Trung Quốc. Có nghĩa là cái chính sách này Tập Cận Bình đi thì Trung Quốc sẽ xuất hiện hai thành phần thôi, một là cực giàu đó, những đại gia công ty lớn, hai là nghèo. Còn thành phần trung lưu dần dần bị disappear, bị biến mất, và chính tình trạng này nó sẽ đẩy xã hội Trung Quốc vào cái tiềm năng hỗn loạn nguy hiểm hơn so với bên ngoài đánh giá. Và chính điều này tôi nghĩ rằng là cộng đồng tình báo của Nhật, của Nam Hàn, của Đài Loan, họ nắm được tất cả những cái tin tức này, họ phân tích được cái tình hình của Trung Quốc, họ báo cáo và họ chia sẻ những cái thông tin đó với phía Hoa Kỳ và các đồng minh. Do đó Hoa Kỳ và ông Joe Biden vẫn tiếp tục đưa những cái chính sách cứng rắn hơn, thúc đẩy những cái chính sách cứng rắn hơn, đặc biệt là với eo biển Đài Loan, để mà khiến cho Tập Cận Bình phải đối phó một cách cứng rắn, mà càng cứng rắn thì lòng dân ở trong nước càng mất. Và chính điều này nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả, Đảng Cộng sản Trung Quốc có nguy cơ tan rã ngay trong nội bộ của họ khi mà chính sách cứng rắn về diều hâu, về đối nội lẫn đối ngoại vẫn được tiếp tục áp đặt dưới quyền của Tập Cận Bình. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong buổi chiều ngày nay liên quan tới cái nội tình của Trung Quốc, dựa trên một bài báo của tờ South China Morning Post cho rằng giới trung lưu đang dần dần biến mất khỏi xã hội Trung Quốc. Và điều này, tờ báo đã báo động về cái tiềm năng có nguy cơ sẽ xảy ra những cái cuộc bất ổn xã hội tại Trung Quốc. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hiêu Tên Nhật Ký. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi.